Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Hòa Minzy bất ngờ tiết lộ dự định giải nghệ. Năm 2019 chị tạm dừng, đã có kế hoạch sau khi nghỉ hát 6 năm tham gia ca hát, chăm chỉ tham gia các chương trình truyền hình, ra mắt MV lại sở hữu cá tính hài hước lầy lội. Hòa Minzy là một trong những nữ ca sĩ sở hữu lượng fan đông đảo, fan lớp trung thành luôn dành cho giọng ca, không thể cùng nhau suốt kiếp những món quà vừa phù hợp với tính cách, vừa độc lạ không đụng hàng. Mới đây khi mở hộp quà Giáng sinh mà người hâm mộ dành tặng, Hòa Minzy cho biết cô có dự định giữ gìn mọi thứ để làm thiện nguyện về sau. Đây cũng là lần đầu tiên Hòa Minzy tiết lộ kế hoạch giải nghệ. Chủ nhân hit rời bỏ, dự định sẽ ngừng hoạt động nghệ thuật vào năm 34 tuổi. Sau đó Hòa Minzy sẽ mang tất cả những món quà của người hâm mộ dùng vào mục đích thiện nguyện. Khi em giải nghệ, em sẽ xin phép fan dùng những món quà này để bán, để làm từ thiện. Em tính năm 34 tuổi em sẽ giải nghệ. Em từng tạm dừng thôi chứ chưa giải nghệ. Đến năm 34 tuổi em sẽ xây một căn phòng để treo những món quà của fan lên để mọi người nhìn ngắm. 1-2 năm sau, 50-90% fan đồng ý em sẽ bán làm từ thiện. Dù không bán thì em vẫn dùng tiền của em để làm từ thiện, Hòa Minzy chia sẻ. Năm 2019, Hòa Minzy từng có thời gian tạm dừng ca hát. Sau những ồn ào không đáng có trước đó về cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân, nữ ca sĩ cho biết mình cần thời gian nghỉ ngơi sống cho mình và cho gia đình. Đến tháng 5 năm 2020, Hòa Minzy mới trở lại với MV Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, được đầu tư cả về âm nhạc lẫn kịch bản hình ảnh. Ca khúc gặt hái ít nhiều thành công trên các trang nghe nhạc trực tuyến và đạt top 1 trending YouTube. Gần đây, ca sĩ Pha Lê vô tình khen ngợi Hòa Minzy, gái một con đẹp rụng rời, làm dấy lên nghi ngờ nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh âm thầm sinh con. Tuy vậy, Hòa Minzy không phủ nhận hay giải thích mà chỉ trấn an mọi người hâm mộ. Chuyện cần chia sẻ thì sẽ chia sẻ, nhưng ở thời điểm phù hợp thì sẽ tốt hơn. Cứ bình tĩnh ạ, các fan của cô nàng luôn ủng hộ và chờ đợi tin vui từ Hòa Minzy. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.